សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទប៊ុនលីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ នេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានក្រោយពេលខ្ញុំបានយកវាចូលក្នុងស្តូឌីយោមួយថ្ងៃពីរមកបាទវាសប្រាយខ្ញុំច្រើនមែនទែនចំណុចដែលសប្រាយខ្ញុំខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺមានពីរចំណុចបងប្អូនបាទដែលខ្ញុំមិនអសារមិនបានហើយវាជាចំណុចដ៏ល្អល្អមែនទែនទីមួយគឺទៅលើកាមេរ៉ារបស់វាបាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាទូរស័ព្ទមួយនេះមានកាមេរ៉ាខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងនិយាយទៅលើស្ពេកពួកវានឹង
vi miên sensor thông chiếc vi miên lên tràn chiếc hay lên tầng ốc vi nâng thô rụp chanh màu wow nè khiêm chong chỉ thắp bất chi lộ mình tên tài mà đúng hay khiêm bất chi highly recommend xâm rạp bóng bóng để chong ban tu rửa sạp xâm rạp thô rụp nà camera lộ nè Xiaomi Mi 10 Pro hay bởi sân dương giới thiệp cho mùi nâng Xiaomi Mi 10 Pro mùi nè tầng nâng Xiaomi Mi đậm mùi nô anh ấy và đặt Xiaomi Mi đậm mùi hay từ lúc này camera phổ vệ lực lấy Mi đậm mùi Pro rồi còn Mi đọc mùi Ultra dân tờ vẫn còn tha xâm lập tất lùi bên này bằng bồn á phòng mặt tất Xiaomi Mi 10 Pro miền camera bật chì lộ mình tên tạm đồng bị surprise khiêm khăn mình tên vì miền camera 4 group nếu này kháng cáo này Xiaomi Mi 10 Pro mùi này đổi lên cốt phổ biến nâng miền tùm hôm 100 megapixel chứ mùi nâng cầm đặt aperture f1.8 hay viết có miền bật chạy cao chi tục lòng nâng phong đại hay viết có ai thơ ca thốt 4K video rưu có 8K video phong bởi xin chì bằng bồn trong chùm rừng ai cọc tạm đồng bật chì mình thôn mà đảm mến tên lưu spec camera phổ vị lên tí pi miền tùm hôm 12 megapixel để mình cầm đặt aperture f2.0 dân ai thơ ca zoom bán rồi hốt ổn tới 2x optical zoom hay phía chất lên một ní cư kia bác xâm lập thơ ca thọt portrait mode bởi dân xâm lập thơ ca thọt portrait mode vì thơ bán ổn mình thêm khi ông xâm giờ sáng các portrait tư cư smooth đôi tên năng một bộ camera thông thông chừng vì mẹn đôi mỗi rồi đấy bần tay xâm lập tư rồi sắp đáy đã thơ ca các portrait bán ổn bản năng vì bật chỉ rưu mùi đó ổn chả mình thêm mật dưới tự ngọt này lên tí bây miên tùm hôm bằng 7 megapixel có miên cầm đặt aperture fp.0 phong đáy hay biết các ai thơ ca zoom optical lý năng bán rồi hốt ổn tư 7.7 zoom rưu có dân ai thơ ca zoom chỉ lại cả nạng hybrid rồi hốt ổn tư 5x zoom ấy nó bản chân lên một nít có một thô mà đã đại bóng phẩu lên tiếp buôn chân cõi miên tầm hôm 20 megapixel chung môn cầm đặt aperture fp.2 bản chân chỉ lên xâm lập tư ca thọt plong tổn luyện bản chân khiêm xôm prap bóng phẩu thả chê vì bất chí tu ra sắp đại miên camera là ô mình tên tài mà đồng hay lên tầng off phẩu nâng tầng tầm hôm megapixel phẩu cái đau ấy tầng cả lơ đại phẩu lân chân phía lên tầng bay tầng buôn nâng cái đau ấy cứ vì sắc mà mát khí vì sinh cơ này khi trời mình tên tài mà đồng vì xì khí này cơ lơ vì ẩn sơ khóc khí này bà tu ra sắp khắc lên tầng lý cơ lơ sẵn lên cố sẵn hay lên zoom tức sẵn tại tu ra sắp mới nít bóng phẩu ná cơ lơ vì cơ lơ thôi chân mô có chụp bạc lộ được này hãy lên ultra wide angle lên phổ biến cứ tầm hôm 20 megapixel min auto focus tiết nhưng anh thấy cả thốt macro video tiết phố 4K rồi có macro photo chân bị lên tự lý nâng tạm đồng nhưng nếu không camera nâng mạc ở play bằng phổn thốt tự lý kiểu về miền 8K kiểu về miền portrait 2x optical zoom kiểu về miền 5x optical zoom kiểu về miền nè mà rồi 7 megapixel kiểu về miền này mạc ở play bất chi mình thua mà đá tiền nè bọn bọn chẳng chúng tôi camera phổ biến đi trong bà bọn bọn thạc khi em bất chi rộng phơm mình tiền đầy khơi tu ra sạp bán thọt rụp bán lõm lòng một lần hay ta lại vì bà sân chi bọn bọn ai rộng bán vì mình chỉ tu ra sạp bàm bà môi rồi đó là thì bà bọn bọn ai rộng bán cao bốn rồi đó là rồi có bốn rồi là cút có thạc bán đại Xiaomi Mi 10 Pro tạm dọc chúng tôi bán tốt được thưa ở khi em rộng phơm bằng phốt tự lưu tu ra OMG bản chân này cứ chỉ tu ra sắp đại miên speaker là ô trên iPhone 12 Pro Max tiết bà sân này khiêm tam là dạng ca sẽ mau sẽ mày bọc nhóm khiêm ra 12 Pro Max speaker với là ô đại nè tụi tại lời nó khiêm lộ 12 Pro Max bắt hỏi tại hãy mùi này speaker sắp tư wow bằng phố là speaker với bục ba xùm lên cho ba lo hay luôn nó cứ lưu khẳng phòng đại bản chân chúng nói grab năng tiết bẹp bọn nâng ekran vì có một ổn đại bằng phố nè vì pra bà chai cạo chi ekran OLED hay vì có miên tâm hôm ekran rồi hốt đợt từ bà mùi cho bà mùi in chiên ở nó bản tay vì output rồi có display trầm tại đọc 8 sập tại bọn nó vẫn còn theo vì miên rồi ở xâm tổng miên cài sập hợp nè không nâng hay ekran với liệt bình bản sản cảm tờ cảm tài mà đồ bản chân ekran vì có một miên ấy dịp bà nhà hàng đại bản tay vì kri hết bản chân ekran vì lỗ nhưng hay tại chế cái nào tụi dục ban
mẹ tôi giúp bán thế hú bây giờ tôi giúp bán tiền ecran vi là o nhưng check yolk tay mà đông ecran vi có là o tầm hôm có pin là o hay vi cao tiền này ecran vi cao sáng tiền phong khi em cho chút ecran cao bằng bốn copy khi em rồi có cho chút ecran cao để khi em khi em cầm đằng này đã không cần khăn cào bản chân khi em cho chút ecran vi có sáng hai từ lựa design của vi ok bằng bốn này vi chỉ từ lựa sập chỉ biết cứ từ lựa po với đôi chỉ mình sử lôi và mang thêm mập nhỉ vì riêng áp áp một tí cho lượt bộ về phần còn hai con đập hiệp lập với tầm nửa và con hiệp lập với tầm nửa vẫn là bóng bóng thầy tầm lửa ở rộng này ca chạp cắn nó có vì lọ đài tôi được sạp vào này bản chân vì mình cho chị bánh hại thì rộng tới tầm lửa ca design của viết vì nơi tài sản vì nơi tài chi tôi được sạp đó đó tệ tiên mùi đại bóng bóng là hai viết support 5G nhưng anh bảo xin bị bán vì rốt cho mùi năng MIUI hay là rốt cho mùi năng Android đọc ឥឡូវនេះរត់ជាមួយនឹង Android 10ខ្ញុំនឹងមិនដែរចំពោះផ្នែកម៉ាស៊ីនរបស់ទូរស័ព្ទមួយនេះវាក៏មិនអនឡាញបងប្អូនវារត់ជាមួយនឹង Qualcomm Snapdragon 865ដែលជាម៉ាស៊ីន flagship របស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm កាលពីឆ្នាំ2020បើអញ្ចឹងវាមាន RAM 12 GB/s មិនធម្មតាបងប្អូនណាវាជាម៉ាស៊ីនខ្លាំងណាស់ឡើយទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាមានលេវលរបស់ពួកស្នាប់ដ្រាហ្គិន 88 ទេ88វាអាចលើនេះទៅលើ high performance របស់វាណាប៉ុនចំពោះការប្រើប្រាស់ទូទៅបងប្អូនណាលេង game ក៏វាលេងបានល្អណាកម្មវិធីតាណាតាណីអស់ទៅវានៅរលូនបានល្អហើយវា 60 Hz ជាមួយនឹង 90 Hz នឹងគឺ feeling របស់យើងហ្នឹងណាបងប្អូននិយាយថាអារម្មណ៍នៃការអស់ទាញពីយើងដូចតែគ្នាទេរអិលដូចតែគ្នាទេអត់មានអីថាខុសគ្នាទេបើថា 60 Hz ជាមួយនឹង 90 Hz ថាយើងអាចយល់60 Hz ហ្នឹងវាដូចជាមិនសូវ smooth ទេប៉ុន្តែការ 90 Hz ហ្នឹងគឺវាជាចំណុចដ៏ sweet spot មួយហើយជាចំណុចត្រឹមត្រូវមួយនិយាយដល់ចំណុចថ្មរបស់ Xiaomi Mi 10 Pro មួយនេះមានទំហំ 4500 mAh ហើយវាក៏សុផតជាមួយនឹងបច្ចេកកោបជា សាក់លឿន រហូតដល់ទៅ 50W ឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនេះទៅជា reverse wireless charging រហូតដល់ទៅ 5W ឯណោះយើងអាចធ្វើវាជាឧបករណ៍ power bank សាក់ទូរស័ព្ទដល់ទៅអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវា output បានត្រឹម 5W ជាលក្ខណៈ reverse wireless charge បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានចំណុចល្អច្រើនមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាវាមាន always on display វាមាន tank on display fingerprint scanner មួយទៀតបាទអញ្ចឹងវាជាទូរស័ព្ទមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរអស់រំលងទេបើសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកស្គាល់ត្រួតតកូលមីខ្ញុំជឿថាមីឥឡូវនឹងវាលុកពិភពលោកខ្លាំងបាទអញ្ចឹងនៅខ្មែរយើងក៏ខ្លាំងដែរ អញ្ចឹងវាក៏ជាទូរស័ព្ទមួយដែលបងប្អូនគួរតែសំឡឹងមើលផងដែរអ្នកខ្លះទៅភ្លេចវាបាត់ហើយលេងមើលវាប៉ុន្តែគាត់ថាចេះដែរទេយើងពិបាករកទិញតែប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងបើថាទិញបានទៅក៏រៀងថ្លៃតិចប៉ុន្តែគាត់ថាវាធូរជាងមួយទៅមួយណាមានតែមួយ 500G 600G ដែរអាមួយនេះវារបស់ 400G 600G ទីមួយគឺទៅលើបច្ចេកកោបជាការពីទឹកវាអត់មានទេវាគាត់មាន IP58 và hàng Samsung đôi chi Samsung Galaxy A52s sotamin 4K record được hàng một và dân tụi bay vì mình khóc này cái đó vẫn còn theo vì thôi mình lại cái resolution mình cuộc chiến cái này tất cả là dân crop in tích tắc vì ở sự bay detail mà thế và dân vì admin 4K đừng kể thế rồi hốt đó là Xiaomi Mi đậm môi có admin Mi đậm môi thì Pro này có admin rồi có Mi đậm môi Ultra có admin 4K được hàng một đấy nhưng mà dù come on Xiaomi បាទអញ្ចឹងពីនឹងកត់ក្រៅពីនឹងវាឆែកទាំងអស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួយចិត្តអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបាទបលីសូមគិតជម្រាបលីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនអូចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ 200K subscribe បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបចំធ្វើការ thôi bạn giả cá chứ mình lại cái nào ủ ồ mình tí bạn dân cũng click subscribe bạn xin thì chọn thôi cả chọn bạn tụi kia vào bài tiếp theo bạn dân này cứ chia ở bài tiếp theo chọn này cứ chia ở bài tiếp đã ok bye 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 bye